Một người phụ nữ thức dậy vào một buổi sáng đầy nắng ở Midland, Texas. Đó là một ngày nghỉ và cô ấy quyết định sẽ sử dụng thời gian để xử lý tất cả những công việc lặt vặt mà cô ấy đã gác lại quá lâu. Cô ấy mặc quần áo, gội đầu và chuẩn bị cho mình một bát ngũ cốc ngon lành. Nhưng khi vừa mở tủ lạnh ra, cô thấy đã hết sữa. Cô ấy cần phải đi mua sữa gấp thôi. Cô bước ra khỏi cửa trước và nhận thấy một tờ giấy trên tấm thảm chùi chân của mình. Cô cúi xuống nhặt mấy tờ quảng cáo một siêu thị vừa mở ở thành phố. Và bạn biết không, có một phiếu giảm giá sữa được đính kèm. Đúng là may mắn. Người phụ nữ đi vào thành phố, háo hức xem siêu thị mới. Cô ấy đỗ xe và đến gần tòa nhà thì đột nhiên có một người đàn ông lạ đứng ngay trước mặt cô ấy, mang theo một số thức ăn, có vẻ là hàng mẫu miễn phí. Anh ta mặc như một nhân viên siêu thị, nhưng dáng người thì như một người trong quân đội, thậm chí đầu tóc cũng cắt kiểu quân đội. Anh cười và nói với cô ấy rằng anh làm việc trong một siêu thị đối thủ, rồi chỉ tay về một tòa nhà bên kia đường. Anh ấy khẳng định rằng bất cứ thứ gì cô ấy nghĩ mình có thể mua được ở siêu thị này, cô ấy có thể sẽ mua được ở siêu thị bên kia đường với chi phí thấp hơn và chất lượng cao hơn. Cô ấy không thể không nhận thấy sự tuyệt vọng gần tới mức đáng lo ngại trên khuôn mặt của người bán hàng. Có điều gì đó về sự nài nỉ của anh ta khiến cô cảm thấy như mình đã gặp nguy hiểm. Cô lịch sự từ chối lời đề nghị của anh ta, nhưng anh ta vẫn tiếp tục trả giá và mặc cả với cô khi cô đi vào bên trong siêu thị mới. Những viên gạch sạch sẽ bên dưới và ánh đèn huỳnh quang bên trên có vẻ rất quen thuộc nhưng cũng xa lạ với cô. Có điều gì đó về nơi này cứ hơi sai sai. Nhưng cô cần sữa, vì vậy cô ấy đi xuống phía dưới, sâu hơn vào bên trong siêu thị. Cô ấy nghe thấy những tiếng động lạ và nhìn qua vai. Có phải kiệm bánh mì luôn ở phía sau cô ấy không? Cô ấy có thể thề rằng cô ấy vừa chỉ đi khỏi khu vực thịt cá. Họ để sữa ở đâu nhỉ? Thỉnh thoảng lại có một tiếng động lạ ở đâu đó trong siêu thị xung quanh cô ấy. Nó nghe gần giống như tiếng bước chân, nhưng không giống hoàn toàn. Nó giống như móng vuốt chạm vào gạch hơn. Cô ấy chỉ có một mình ở đây phải không nhỉ? Nghĩ lại, cô ấy không thể nhớ mình đã gặp ai khác kể từ khi cô ấy đến. Có điều gì đó rất lạ về nơi này, nhưng cô ấy không thể chỉ rõ lý do gì. Cô ấy tiến lên một bước, đột nhiên sàn nhà biến mất. Các viên gạch tách ra theo tiếng quay của các bánh răng như một cái bẫy mở ra. Ngay lập tức, cô ấy rơi vào bóng tối, thì ngã xuống. Cô có thể nhìn thấy ánh sáng trắng phản chiếu từ cạnh của một thứ gì đó bằng kim loại sắc nhọn. Trong siêu thị phía trên, có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh, sau đó là tiếng kim loại xuyên qua da thịt, tiếp theo là tiếng máu phun ra, rồi cái bẫy đóng lại. Một giọng nói nhỏ nhẹ trên hệ thống phát thanh phát ra: "Hãy dọn dẹp lối đi số 6. Người ta không còn nhìn thấy người phụ nữ kia nữa. Những gì bề ngoài có vẻ là một siêu thị ở Midland, Texas, thực sự ẩn chứa một số bí mật huyền bí kỳ lạ và thường gây chết người, nhưng điều đó lại không ngăn nó trở thành một siêu thị thành công và nổi tiếng. Nhưng phần kỳ lạ nhất, tất cả đều hoàn toàn hợp pháp, vậy mới lạ. Chào mừng bạn đến với Year. Chúng tôi sẽ bán cho bạn cái này, hoặc nơi được tổ chức SCP gọi là SCP-4703. Các tác động bất thường chính xung quanh SCP-4703 không ảnh hưởng đến khách hàng, mà ảnh hưởng đến tính hợp pháp của sự tồn tại và hoạt động của nó. Dị thường này thay đổi luật để làm cho mọi thứ diễn ra bên trong hợp pháp, bất kể nó phi đạo đức hoặc nguy hiểm đến mức nào. Nó cũng thường xuyên thay đổi luật để bảo vệ lợi ích của mình khỏi người ngoài, và bất kỳ ai vi phạm các quy định này đều có thể bị các loài động vật hung bạo tấn công, trong đó phổ biến nhất là sư tử. Dưới đây là một số điều phi đạo đức và nguy hiểm nhưng hoàn toàn hợp pháp, vậy mới hay chứ, đang diễn ra trong SCP-4703. Các kệ hàng được gắn các thiết bị truyền động khí nén mạnh mẽ, dường như có thể tự di chuyển và quay theo cách riêng của chúng. Mặc dù điều này nhằm mục đích giữ cho siêu thị luôn đa dạng và ngăn khách hàng bỏ đi, nhưng nó thường gây ra thương tích nghiêm trọng khi di chuyển đột ngột. Đôi khi, các bộ giá này sẽ va chạm và làm bẹp bất cứ thứ gì bị kẹt giữa chúng. Nếu một đứa trẻ bị lạc hoặc bị tách khỏi cha mẹ của chúng khi đang ở trong siêu thị, đứa trẻ đó sẽ bị giữ lại và cha mẹ chỉ có thể nhận lại con của họ bằng cách trả một khoản phí $47.67 tiền mặt, hoặc chấp nhận bị xóa lông mày vĩnh viễn bằng phẫu thuật cắt năng lông laser. Ngoài ra, còn có hàng chục cơ chế cửa sập bên dưới sàn nhà ở các khu vực khác nhau của tòa nhà. Mỗi cơ chế được kích hoạt bởi một số điều kiện kỳ lạ và tùy ý, chẳng hạn như nói từ thứ tư hoặc không nói từ thứ tư. Các trình kích hoạt được cập nhật mỗi ngày và hiển thị trên trang web bằng một số ngôn ngữ đã chết, ví dụ như tiếng Latin, tiếng Hy Lạp cổ, tiếng Phoenix và Punic. Mỗi cửa sập này dẫn vào các trục sâu chứa đầy thứ nguy hiểm, chẳng hạn như gai, các mảnh vỡ hoặc rắn có chất độc. Vâng, rắn có chất độc
không phải rắn con tọc độc. Những con rắn chỉ nguy hiểm khi bị con người ăn thịt. Nhưng các nạn nhân cho biết chúng có vẻ cực kỳ ngon miệng, dẫn đến việc kháng cự rất khó khăn. Một phần ở phía xa của siêu thị có treo băng rôn: muốn tiết kiệm hơn nữa và giảm giá dã thú. Trong đó tất cả các sản phẩm đều được giảm giá từ 70% trở lên. Tuy nhiên, các sản phẩm được canh giữ bởi không dưới 15 con sư tử đói. Bạn có thể thuê cần câu, dụng cụ gắp đồ và drone để lấy đồ từ xa. Mặc dù điều này sẽ dẫn đến chi phí cao hơn nhiều, vì vậy bạn sẽ phải dũng cảm đối mặt với những con sư tử để mua được hàng với giá siêu rẻ. Cũng có khoảng 5% khả năng là sau khi thanh toán, nhân viên thu ngân của bạn sẽ yêu cầu bạn hôn lên môi. Nếu bạn từ chối, cô ấy sẽ đốt các món hàng trước mặt bạn và bạn không nhận được tiền hoàn lại. Nếu bạn hôn cô ấy, có 1/3 khả năng người thu ngân sẽ có một chất độc dị thường trên môi khiến bạn chết ngay lập tức. Và hàng ngày, vào một khoảng thời gian bất kỳ giữa 3 giờ chiều và thời gian đóng cửa, những con sư tử sẽ được thả khỏi khu vực giảm giá để đi lang thang trong siêu thị. Và chỉ có 2 quầy thanh toán còn mở. Tất cả các mặt hàng sẽ được miễn phí trong thời gian này, nhưng chúng phải được quét từng cái một. Tổ chức SCP hiện đang khám phá mối liên hệ giữa SCP-4703 và hai dị thường khác là SCP-2030 và SCP-1459. Dị thường trước là camera ẩn bị nguyên rủa trong chương trình Love is Fun. Còn dị thường sau là một máy bán hàng tự động, ác mộng, chuyên giết chó con và phát nhiều loại bánh quy. Vậy thì nếu nó nguy hiểm như vậy, tại sao tổ chức SCP không chặn quyền truy cập vào Gear? Chúng tôi sẽ bán cho bạn cái này. Thật không may, nhờ vào hiệu ứng pháp lý bất thường do SCP-4703 tạo ra, tổ chức không thể xông vào hoặc kiểm soát tòa nhà. Vì vậy thay vào đó, họ cố gắng chuyển hướng càng nhiều khách hàng khỏi 4703 càng tốt. Để làm được điều này, tổ chức đã thành lập một siêu thị đối thủ ở bên kia đường, có tên là Giá Siêu Cạnh Tranh. Sheldon Katz, luật sư của tổ chức SCP, một nhà nghiên cứu có kỹ năng giao tiếp với các SCP quan liêu bất thường, đang dẫn đầu các nỗ lực của nhóm pháp lý tổ chức trong việc chống lại SCP-4703. Việc gỡ bỏ mạng lưới luật pháp phức tạp xung quanh SCP-4703 là một công việc toàn thời gian, và trong bản ghi nhớ sau đây, ông Katz đã làm tất cả những gì có thể để nêu rõ vấn đề mà họ đang giải quyết. Anh ấy viết: việc chống lại các dị thường về pháp lý của SCP-4703 là ưu tiên hàng đầu đối với bộ phận của chúng tôi, và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề theo cách giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng và thiệt hại về kinh tế. Chúng tôi đã nhận được một số lượng đáng kể các câu hỏi liên quan đến cơ chế hoạt động hợp pháp của SCP-4703. Thật không may, không có câu trả lời dễ dàng. Luật pháp là một khái niệm do con người tạo ra. Nó tồn tại trên giấy bởi vì chúng ta viết nó ra. Nó tồn tại trong thực tế bởi vì chúng ta thực thi nó. Nói chung, chúng ta giải thích và thực thi luật thông qua việc xem xét kỹ lưỡng ngữ nghĩa, ý định và tiền lệ. Tuy nhiên, các mối nguy như SCP-4703 không chịu điều chỉnh bởi những điều như thế. Trên thực tế, luật mà hầu hết mọi người biết đến có rất ít liên quan đến vấn đề này. Mặc dù nó không phải là một so sánh hoàn hảo, nhưng người ta có thể nói rằng luật cơ bản và luật dị thường như số học và đại số, cả hai đều được công nhận là toán học, nhưng thứ ở sau trừu tượng hơn. Hãy tưởng tượng rằng Timmy và Sally mỗi người có 2 quả táo. Nếu Timmy đưa cho Sally táo của cậu, Sally sẽ có 4 quả, nhưng lại không phải, cô ấy có 10. Làm sao lại thế? Sally tiếu táo và diễn đi diễn lại kịch bản không sai sót chút nào. 2 cộng 2 thành 10, đó là một sự thật không thể chối cãi. Bạn thấy đấy, ngay cả khi các dị thường là phi lý, chúng vẫn là thực tế. Và điều cần thiết là người ta phải chấp nhận điều này nếu họ muốn phát triển một phương pháp đối kháng. Khi Sally chấp nhận rằng 4 quả táo của cô đã trở thành 10, cô đánh giá lại cơ số của mình và quyết định tính lại các quả táo ở cơ số 4. Đột nhiên, 10 quả táo là 10 quả táo, 10 là 4 trong cơ số 4, là số lượng táo thích hợp. Eureka! Sally thu thập thêm 4 quả táo, nâng tổng số lên 20, là 20, là 8. Điều này xác nhận mô hình mới của cô phù hợp với dị thường. Biểu mẫu tuân theo chức năng của biểu mẫu, và cuối cùng mọi thứ đều có lý. Nhưng thực sự thì chẳng có cái nào có lý. Một thực tế được xử lý tốt không nên nhầm lẫn cái cụ thể với cái chủ tượng. Nếu ban đầu bạn nhận thấy tổng có thể đếm được của 10 quả táo trong cơ số 10, thì số quả táo tương đương trong cơ số 4 phải là 22. Vì có lý do rằng việc thay đổi quan điểm chủ quan của bạn về một kết quả sẽ không làm thay đổi các vật chất vật lý trong chương trình. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thực tế vô cùng kỳ lạ mà theo ý thích có thể cho phép một cô gái trẻ có được những quả táo mà không quan tâm đến nhiệt động lực học. Tất nhiên, lời giải thích này là không đủ.
nhưng hy vọng nó sẽ giúp bạn hiểu được lý do tại sao bộ phận pháp lý hiện đang bận rộn với việc soạn thảo lại toàn diện luật doanh nghiệp Texas trong một hệ thống ký hiệu học bậc 4. Điều này tự nó sẽ là một kỳ tích đặc biệt, ngay cả đối với những nhân viên lành nghề nhất, và nó còn được củng cố thêm bởi sự kết hợp cần thiết của các điều khoản dự phòng, chống lại các mô hình thực tế, tự nhận thức đang giữ cho những con sư tử tồn tại hợp pháp trong phòng tắm của tôi. Chúng tôi biết ơn bạn, những đồng nghiệp đáng quý của chúng tôi, vì sự kiên nhẫn và hợp tác của bạn khi chúng ta cùng nhau hướng tới một giải pháp. Tổ chức hiện đang tiến hành một cuộc tấn công ba hướng chống lại SCP-4703. Đầu tiên là siêu thị giá siêu cạnh tranh. Thứ hai là những nỗ lực không mệt mỏi của ông Katz và nhóm của ông chống lại các vấn đề pháp lý của SCP-4703. Thứ ba là xâm nhập và gián điệp. Tất nhiên, khi bạn đang vào chiến tuyến của kẻ thù, điều quan trọng là phải chọn được người tác chiến phù hợp cho công việc. Không thể chỉ cho bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh áp lực cao như thế này, đặc biệt là xem xét sự phát triển nhanh chóng của SCP-4703. Tổ chức SCP nhận thức rõ hơn rằng họ có thể chỉ có một cơ hội đưa người vào và ra khỏi tòa nhà. Đối với nhiệm vụ này, họ đã chọn đặc vụ Felicity Blandina, mật danh Karen Công Lý. Blandina có tố chất đặc biệt trong một công việc như thế này. Trong các bài kiểm tra tính cách được thực hiện cho tất cả các đặc vụ của tổ chức nhằm kiểm tra lòng trung thành, họ luôn nhận thấy rằng Blandina là một trong những đặc vụ đần độn trong biên chế của tổ chức. Trong các bữa ăn của nhóm và các nhân viên khác, cô ấy đã bị báo cáo nhiều lần gửi phần ăn trở lại nhà bếp khi cô ấy cảm thấy chúng không đạt yêu cầu. Và các nhà phân tích của tổ chức đã phát hiện ra rằng nhiều bài đăng trên các mạng xã hội khác nhau do cô ấy thực hiện trực tiếp gắn thẻ và chỉ trích các thương hiệu cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà cô ấy cho là kém chất lượng. Mặc dù những phẩm chất này khiến cô ấy trở thành nỗi khiếp sợ đối với các nhân viên dịch vụ khách hàng trong khu vực của cô, nhưng chúng khiến cô ấy trở thành ứng cử viên lý tưởng để vượt qua thành trì của SCP-4703. Nếu ai đó có thể làm được, người đó sẽ là đặc vụ Felicity Blandina. Cô ấy được đưa vào tòa nhà với một phiếu mua hàng hết hạn, với vỏ bọc là một khách hàng không hài lòng. Cô ấy nói chuyện với một nhân viên bán hàng bên trong siêu thị tên là Daniel Paulson. Người này giải thích với cô ấy rằng phiếu giảm giá của cô ấy đã bị từ chối vì nó chỉ được áp dụng khi người nhận tình nguyện bị thiến. Người thực hiện là nhân viên SCP-4703 thực hiện. Thế đặc vụ Blandina không có bộ phận cần thiết để bị thiến. Paulson đã rất thảo phóng đề nghị cung cấp cho cô ấy một cuộc phẫu thuật miễn phí để gắn các bộ phận thích hợp, mặc dù việc tìm kiếm một vài người hiến tặng phù hợp có thể sẽ mất vài tháng. Đặc vụ Blandina tuân theo các chỉ thị của tổ chức, không thể bị thỏa mãn bởi đề nghị. Thay vào đó, đầu tiên cô ấy đã gây cảm giác tội lỗi với anh ta bằng những câu chuyện cảm động về những đứa con của mình. Sau đó là cuộc đấu tranh cả đời với chứng loạn thị và thậm chí đe dọa Paulson bằng bạo lực. Cuối cùng, cô ấy đã đưa ra một yêu cầu tối thượng, yêu cầu được nói chuyện với quản lý. Dù miễn cưỡng, Paulson đồng ý dẫn đặc vụ Blandina đến một cánh cửa gần phía trước của siêu thị. Nó mở ra một cầu thang không có ánh sáng dẫn xuống căn phòng tối bên dưới. Ở phía dưới là một phòng nghỉ trông tương tự như một căn nhà trong trại tù nhân chiến tranh, chứa rất nhiều võng, với những nhân viên đang ngủ một cách không thoải mái. Paulson đã thông báo cho đặc vụ Blandina rằng một số người làm việc tại siêu thị từng là thường dân bình thường đã bị lợi dụng bởi một số lỗ hổng pháp lý và hiện sống bên trong siêu thị toàn thời gian. Ví dụ một số đã ở trong siêu thị quá thời gian đóng cửa, điều này dẫn đến việc họ trở thành tài sản của siêu thị trong tối thiểu một năm. Bản thân Paulson đã tham gia một cuộc xổ số để cấy ghép cơ bụng, nhưng thay vào đó, thắng giải trở thành nhân viên tại SCP-4703, thứ mà anh ta không thể từ chối bằng cách hợp pháp nhờ các luật dị thường của siêu thị. Khi Paulson và đặc vụ Blandina mạo hiểm tiến sâu hơn vào khu vực dành cho nhân viên, họ đi qua 11 cánh cửa không bảng biểu trước khi dừng lại trước cửa thứ 12. Và cuối cùng, cô mở cửa ra và phát hiện các kệ và hộp xếp chồng lên nhau bên trong. Đặc vụ Blandina bày tỏ sự nghi ngờ trước ý tưởng rằng người quản lý siêu thị sẽ ở bên trong tủ đựng đồ ở tầng hầm. Nhưng Paulson khẳng định rằng ở đây thực sự là văn phòng của người quản lý. Và khi anh ta kéo một sợi dây nối với trần nhà, những chiếc tách ra ở giữa như một ô cửa bí mật để lộ một chiếc ghế giám đốc lớn đối diện với bức tường ở phía bên kia của căn phòng. Vẫn duy trì câu chuyện rằng cô ấy chỉ muốn được giảm giá, đặc vụ Blandina nhấn mạnh và tiến đến chiếc ghế. Cô ấy quay nó lại để nhìn rõ người quản lý và thấy mình đang đứng trước một xác chết, không mắt, răng bị nhổ hết, miệng há ra như đang thét một cách kinh hoàng. Paulson cho biết người đàn ông này là Venatino Haruspia, người quản lý của SCP-4703. Paulson lẽ ra đã nói với đặc vụ Blandina rằng quản lý của anh ta là một xác chết trước đó, nhưng làm như vậy là trái với quy tắc. Đặc vụ Blandina thở dài và cau nhau. Lẽ ra tôi phải biết trước những điều như thế này sẽ đến. Paulson đảm bảo với đặc vụ Blandina rằng cô ấy vẫn có thể khiếu nại và chủ siêu thị sẽ nghe thấy. Theo Paulson hiểu,
Cơ thể được gọi là người quản lý, hoạt động gần giống như một điện thoại gửi tin nhắn đến ông chủ. Sau đó, ông chủ sẽ trả lời thông qua fax ẩn bên trong các hộp ngũ cốc, đóng vai trò là nguồn thực phẩm duy nhất của nhân viên bị mắc kẹt bên trong. Cơn ác mộng này cứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng đặc vụ Blandina không chịu từ bỏ nó một cách dễ dàng. Đặc vụ Blandina yêu cầu anh giải thích bản chất chính xác của tình trạng người quản lý. Paulson trả lời, tôi biết rằng ông ấy về pháp lý là người quản lý của tôi. Tôi biết rằng một người trong chúng tôi luôn phải hôn ông ấy chúc ngủ ngon vào giờ đóng cửa. Tôi biết rằng nếu chúng tôi nói với ông ấy điều gì đó, ông chủ sẽ biết. Nhưng ông chủ dường như biết tất cả mọi thứ xảy ra ở đây. Vì vậy tôi không thể chắc chắn rằng liệu nói như vậy có cần thiết. Còn gì nữa ông nhỉ? Tôi biết rằng thực ra ông ấy trống. Không, phải nói là rỗng thì đúng hơn. Đặc vụ Blandina nghiêng người xa hơn một chút để xem ý của Paulson chính xác là gì. Chỉ để phát hiện ra một điều kinh hoàng. Người quản lý không phải là một cái xác nguyên vẹn, ông ta chỉ là một bộ da, bằng cách nào đó được ghép lại thành hình dạng của một cái xác. Khi đặc vụ Blandina hỏi tại sao Paulson nói là rỗng chứ không phải là trống, anh ta nói với cô rằng đó là vì đôi khi người ta nghe thấy tiếng ồn phát ra từ bên trong lớp da. Đặc vụ Blandina đã khôn ngoan từ chối đặt tai của mình vào gần cái miệng há hốc, không có răng của người quản lý. Thay vào đó đưa chiếc micro ẩn mà cô ấy đang đeo xuống cổ họng của cái xác, trước khi Paulson có thời gian để nhận ra sự kỳ lạ của việc này. Còi báo động bắt đầu vang lên xung quanh họ. Paulson bắt đầu hoảng sợ, hét lên rằng những con sư tử đang đến và họ cần phải di chuyển nhanh chóng để tránh khỏi nguy hiểm. May mắn thay, đặc vụ Blandina đã có thể trốn thoát chỉ với thương tích nhẹ. Nhưng ngay sau khi cô ấy trốn thoát, quy định của SCP-4703 một lần nữa được thay đổi để khiến những người không phải là nhân viên không thể vào các khu vực dành cho nhân viên. Âm thanh mà đặc vụ Blandina ghi lại bên trong cơ thể của người quản lý cũng được các chuyên gia tại tổ chức phân tích và họ phát hiện ra rằng khi tăng tốc 75%, âm thanh rất giống tiếng cười của con người. Do đặc tính kỳ lạ của dị thường này và quy trình quản thúc của nó, ngay cả đối với tổ chức SCP, các lớp và chỉ định áp dụng cho SCP-4703 cũng kỳ lạ và phức tạp. Kiến thức về tệp và bản thân dị thường tương đối thấp, với quyền truy cập được hạn chế từ cấp 2 trở lên, do vô cùng khó khăn trong việc cất giấu hoặc quản thúc SCP-4703 bởi tính pháp lý đặc biệt của nó. Nó đã được gắn phân loại dị thường là Keter. Tuy nhiên, đây là chỗ mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn. Kho lưu trữ SCP-4703 có một phân loại thứ hai rất hiếm, Trackland. Cách phân loại này có thể không quen thuộc với hầu hết mọi người, nhưng nó được sử dụng trong tình huống cụ thể khi một đối tượng không thể đoán trước và thường biến đổi. Và các biện pháp ngăn chặn xung quanh nó phải được cập nhật và phát triển một cách nhất quán để đáp ứng nhu cầu ngăn chặn nó. Nó được gắn mức ảnh hưởng Kenequiba, có nghĩa là nó có khả năng gây ảnh hưởng ở mức trung bình, mặc dù sự ảnh hưởng này có thể chỉ giới hạn trong một khu vực tương đối cục bộ. Và cuối cùng, nó có mức rủi ro cảnh báo, có nghĩa là nó có nguy cơ cao đối với tất cả những ai tương tác với nó, hoàn toàn có khả năng gây ra tổn hại nghiêm trọng, bao gồm cả tử vong. Mặc dù về mặt pháp lý, do một công văn được gửi từ công ty luật liên quan đến SCP-4703, tôi buộc phải nói với bạn rằng, đó chủ yếu là vì những món hời ở Year. Chúng tôi sẽ bán cho bạn cái này, đáng để liều mình giành lấy và tất cả đều hợp pháp. Vậy mới hay. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các cơ sở của tiến sĩ Bob. Chẳng hạn như máy làm đá trong khách sạn ở Bắc Mỹ, SCP-5172. Một SCP khác sẽ khiến bạn suy nghĩ về việc ghé thăm các địa điểm có vẻ rất bình thường. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.